đi xin phép các anh để chúng ta đi chơi một vòng dạo quanh đi. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau đi chơi nào. Chúng ta cùng nhau đi chơi nào các bạn ơi. Nào bây giờ chúng ta đi tới xin các anh nhá. Các anh ơi, anh Máy Múc ơi, anh Sơn Đen ơi, anh Cứu Hỏa ơi, các anh cho em chúng em đi chơi nhá. Đi chơi một vòng dạo quanh ở xung quanh khu vực này nhá. Được rồi, các em đi chơi nhớ về sớm nhá, đừng có la cà nhá. Các em nhớ về sớm đấy. Dạ, chúng em đi chơi, chúng em sẽ về sớm ạ. Nào, chúng ta đi thôi nào các bạn ơi. Đi chơi thôi, vui quá. Các người là hãy mau vào đây. Các người sợ chưa? Chúng ta bị bắt hết rồi. Các người thì sợ chưa? Sợ chưa? Đừng hòng các người thoát ra được khỏi đây. Ta sẽ không cho các người ra khỏi đây đâu. Sợ quá các bạn ơi. Nhẹ nhẹ này, chúng ta hãy giữ bọn trẻ ở đây rồi chúng ta sẽ ăn thịt chúng. Đúng rồi. Chúng ta sẽ giữ chúng ở đây rồi sẽ nấu thịt lên ăn. Thịt bọn này sẽ ngọt lắm đây. Sợ quá. Tha cho tôi. Các bạn ơi, chắc chúng ta phải bí mật chúng ta một người trốn thoát rồi sau đó chúng ta sẽ đi về và chúng ta gọi anh Máy Múc ra cứu thôi. Không thế này thì chúng ta sẽ bị ăn thịt hết mất. Đúng rồi, chúng ta sẽ trốn một người đi về nhá. Bạn Máy Ủi là khỏe và nhanh nhẹn. Bạn Máy Ủi ơi, bạn Máy đi cầu cứu các anh đi. Được rồi, các bạn chờ ở đây nhá. Các anh ơi, chúng em bị cá sấu và người nhện đang đòi ăn thịt chúng em kìa. Đâu, bọn chúng ở đâu để anh tới. Một mình anh đủ giải quyết tất cả rồi. Kìa, đi theo em nào. Đi theo em anh ơi. Bây giờ các bạn hãy đây nhá, để mình đi cứu các em của chúng mình. Ok, bạn đi. Mình đi đây. Đây rồi, đã xác định được. Ây, huynh. Tại sao các người bắt em của ta? Dám lì với ta sao? Ta sẽ cho người ra bã luôn. Vẫn lì sao? Ra bã chưa? Từ đây các người có còn dám giữ bắt các em của ta nữa không? Dạ không anh ơi, em không dám ạ. Em xin lỗi anh ạ. Từ nay chúng em sẽ không dám nữa ạ. Anh tha thứ cho vợ em nhá. Thôi được, nếu các người đã biết điều thì ta sẽ tha thứ cho các người. Ta đi đón các em cả đời, ta đây. Nếu các người còn dám bắt các em ta sẽ nhốt tù bỏ tù các người, bắt các người cho anh cảnh sát. Anh đã cứu được các em rồi, để anh gọi cho anh xe đem tới và chở các em về nhá. Alo. Bạn xem em ơi, bạn tới và chở các em về đi, bạn xem em ơi. Ok, mình sẽ tới ngay.
bạn chờ mình một chút nha. Chờ mình một chút nha. Nào. Rồi, các em lên xe nào, em lên xe đây ạ. Rồi, chú em đã lên rồi, anh ơi, anh đi thôi. Đó, bây giờ nào. Bắt đầu. Đi thôi, về nhà. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn nhỏ ở đây nha. Mình cũng đi về đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video hay tiếp theo nhé.